Xin chào các bác, nay bên cửa hàng nhà em sẽ giới thiệu và báo giá cho các bác tham khảo một cấu hình loa full 30. Đây là loa full 30 BIF các bác nhé, cấu hình hot nhất năm 2022 và hot nhất cho các bác chơi Tết năm 2023. Đây là một cấu hình bên cửa hàng nhà em chọn lọc lên cho các bác chơi mọi dòng nhạc, hát karaoke thì tiếng cực hay luôn. Bát đánh trống sâu, tiếng đánh uy lực các bác nhá, tiếng sáng. Ở đây em sử dụng là cấu hình form thùng full đơn, một bát 30 và một chép kèn 450. Thùng này của nó là gỗ rất là chắc luôn. Thùng sơn sần chống nước, sơn màu đen và tay sách ở hai bên. Đầy đủ ốc treo nóc và treo ngang cho các bác. Riêng thùng này thì lưới của nó là lưới chống bụi, vải thưa, có thể nhìn thấy củ bát bên trong và nhìn thấy họng kèn. Lưới quá đẹp luôn các bác nhé. Đây là một form lưới mới nhất. Thùng này thì có đế cắm cọc loa ở phần dưới đáy và hai thanh thông hơi ở phần mặt trước. Em cho các bác kích thước thùng này luôn. Thùng này của nó cao tầm khoảng 60, sâu 38 và ngang rơi vào tầm khoảng 36 các bác nhé. Bây giờ đi vào vấn đề chính. Em sẽ cho các bác xem nội thất bát, chép và phân tần bên trong. Bên cửa hàng nhà em bán hàng thì bên em sẽ mở luôn nội thất như này cho các bác nhìn thấy trực tiếp ở trên video luôn, chứ không như các cửa hàng khác. Cửa hàng khác chỉ quay nguyên đôi loa và báo giá cho các bác. Nhiều đơn vị báo giá loa rẻ nhưng mà nội thất sẽ không được ngon các bác nhá. Bao giờ hàng rẻ kèm với nội thất không bao giờ được ngon như bên cửa hàng nhà em luôn. Bên cửa hàng nhà em thì làm nội thất ngon luôn cho các bác, làm sao cho các bác dùng về khi các bác hát ý, nó phải chắc chắn luôn. Ở đây thì phân tần bên trong em sử dụng là phân tần mạch phíp màu xanh, 4 tụ lọc màu đen, 2 cuộn đồng và một bóng đèn. Riêng phân tần này có một bóng đèn chống cháy chép các bác nhá, 2 trở nhôm. Phân tần này tải tiếng sạch, tiếng hay. Bên trong thì lót toàn bộ bông mút trứng tiêu âm. Và thùng này của bên em làm là thùng chôn gen lục giác, ke góc đầy đủ nên là chắc chắn tuyệt đối. Và năm nay cải tiến hơn, bên em sẽ làm cái gỗ mặt này, mặt bắt bát này là gỗ ván ép dày 1/8 các bác nhá. Lưu ý cho em là dày 1/8. Ở đây thì sử dụng chép kèn 450. Đây là chép kèn 450, anh em hay gọi là chép kèn 450 GCF các bác nhá. Đây em là dán tem BIF và thương hiệu. Con này từ 120 côn 44, bên trong là côn dây dẹt lõi đồng, nắp nhôm. Con này bản chép 450 từ dày luôn các bác nhá. Chép này tiếng cực hay luôn. Nó đánh tiếng chép nhuyễn luôn các bác nhá. Họng kèn của nó họng kèn vuông 18x18. Còn về phần củ bát bên em chọn củ bát xịn luôn. Nói chung là bát chép phần tần bên em chọn linh kiện nội thất của Trung Quốc loại 1. Củ bát của nó các bác để ý cho em là gân vải tẩm dầu 3 gân, màng xếp đi lượn sóng, màng đen và nón đen, và màng toàn bộ phần màng là được phủ keo bóng chống nước. Con bát này là củ bát của GCF các bác nhá. Nhện màu vàng, cổ côn 76, từ 190, từ dày và bích dày. Những dòng bát chất lượng thì đều là từ dày và kẹp lỗ bích thép màu trắng dày. Củ bát của nó xương nhôm đúc, bản xương truyền thống của GZF. Mặt T bằng 2466, cái lỗ tản nhiệt ở phần mặt T để giúp tản nhiệt ở phần khi các bác đánh ý, thì côn nó sẽ dao động đúng không, thì nó sẽ giúp tản nhiệt từ côn ra. Bây giờ em sẽ mở to nhạc lên cho các bác nghe nhé. Với một cấu hình này em bán cho các bác chơi. Và đây, bát chép tiếng rất là nảy luôn, tiếng đánh trống sâu. Với một cấu hình này thì bên em đang bán là 4 triệu rưỡi một đôi. Bên em có ship code toàn quốc. Cấu hình này các bác chơi Tết 2023 thì cực hay luôn các bác nhá.
Bên này cái mẫu này bên em sẽ duy trì thường thường xuyên bán quanh năm cho các bác. Mua hàng các bác điện cho em vào số điện thoại 5815 và 72 các bác nhé, hai số hotline nhà em. Các bác có thể mua hàng nhắn tin, kết bạn nhắn tin qua Zalo. Bác nào ở gần địa chỉ nhà em ấy, bác nào ở xa em có ship code này. Bác nào gần thì bên em sẽ gửi bến xe cho các bác. Còn anh em thợ nào mà lấy số lượng cái loa full 30 này, số lượng các bác có thể lấy 5-10 cặp, số lượng các bác điện riêng cho em nhé. Bên em giá sỉ để cho các bác giá rẻ nhất Việt Nam luôn. Hãy nhấc máy điện trực tiếp cho em sẽ cho các bác giá sỉ tốt nhất luôn. Ôi nhớ sỉ, em xin dừng video. Hẹn gặp lại các bác ở video giới thiệu sản phẩm lần sau. Video mà hay các bác nhớ ấn like và ấn chia sẻ. Và ấn đăng ký kênh để theo dõi nhà em nhé. Cảm ơn các bác rất nhiều.